Vâng, xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở lại với video. Tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay các bác nhé. Thì bây giờ sẽ lên một cái video thanh lý cho các bác về cái dòng KI512 đời siêu lướt đúng không ạ? Cái dòng này là dòng 2 từ các bác nhé. Hiện tại thì với cái mẫu loa KI512 này thì bây em đang cung cấp ra với cái giá là 4.200.000 đồng. Nhưng mà trong ngày hôm nay thì bây em chỉ xả thanh lý cho các bác này, xả sập sàn các bác nhé. Chỉ với 3 triệu đồng thôi. 3 triệu đồng một cặp loa JBL KI512 đời siêu lướt các bác nhé. Bên em đang cung cấp hai loại dòng này các bác nhé. Một dòng là có công tắc bật mở của đèn và đời này thấp hơn công tắc bật mở đèn đúng không ạ? Dòng này cũng có thể nói là cái dòng đời 2020 các bác nhé. Đấy, và bên em đã để sẵn một chiếc ở kia để bên em chuẩn bị mở nội thất cho các bác cùng xem rồi. Đấy, bây giờ anh em chuẩn bị mở nội thất cho các bác cùng xem nhé. Bên trong đấy, ruột gan phèo phổi nội thất bên trong đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ đi qua sơ bộ một chút bên ngoài nhé. Bên ngoài thì con này thì nhìn rất là đẹp rồi. Rất là giống với cây đời siêu lướt đúng không ạ? Đời 2021 này. Con này thì bên em còn có 2 cặp duy nhất thôi. Đấy, lọc kho còn 2 cặp duy nhất này thì mang ra xả qua thanh lý cho các bác. Đấy, còn có 3 triệu đồng thôi các bác nhé. Một cái phân khúc loa mà có thể nói là rất là rẻ như thế này. Mà chất lượng thanh vẫn đảm bảo cho các bác bình thường nhé. Bên em vẫn bảo hành cho các bác là 1 năm đúng không ạ? Bên trong sẽ là một bát 30. Đấy, một chung một tép bên ngoài. Đấy, ở giữa này sẽ có một cái lô đường kẻ chỉ màu hồng đây đúng không ạ? Logo của JBL Entertainment này. Nếu mà mẫu loa này thì bình thường thì cái logo ở đây sẽ phát sáng các bác nhé. Đạt mức độ âm thanh to nhất định thì cái logo sẽ phát sáng lên đúng không ạ? Nhưng mà cái hai cặp thanh lý này các bác nhé, nó sẽ có một chiếc sáng và một chiếc không. Đấy, bác nào may mắn thì có một đôi thì sáng cả đôi các bác nhé. Đấy là trường hợp hi hữu thôi. Có lúc lên cũng không đúng không ạ? Thế bây giờ em thanh lý cho các bác 3 triệu. Đây là lỗ thông hơi này, mà loa cây là cũng phải có đúng không ạ? Đằng sau đây các bác nhé. Đời 2020 thì chắc chắn là về của Mỹ rồi. Đấy, đời của Mỹ xịn rồi đúng không ạ? Trở kháng 8 ohm. Đối với tất cả những mẫu loa bình thường đều trở kháng 8 ohm các bác nhé. Đấy, cọc tín hiệu cọc đồng nguyên chất này. Đấy, khá ok đúng không ạ? Bên trên sẽ là 3 con ốc này. 3 con ốc này, 2 ốc lổi, 4 ốc chìm để hỗ trợ các bác treo tường. Đấy, một sườn rất là đẹp rồi. Đấy, anh em đang tiến hành tháo nội thất ruột gan này rồi. Cho các bác cùng xem bên trong nhé. Khá là ok đúng không ạ? Khá là ok đúng không ạ? Đây ok, anh em đã tháo nội thất ra đây rồi đúng không ạ? Đấy, đây là nội thất bên trong các bác nhé. Đây là phân khúc KI đời siêu lướt đời rẻ bên em đúng không ạ? Bên trong là nội thất này. Đấy, tất cả đây vẫn nguyên này nguyên kiện các bác nhé. Đấy, chưa sửa chữa một cái gì cả. Đấy, bên em dọn kho thì còn có 2 cặp này duy nhất thôi. Phân khúc này bên em đang bán rất là chạy luôn. Đấy, đang bán rất là chạy. Bên em vừa rồi thì dọn kho. Đấy, còn có 2 cặp duy nhất thôi. Em mang cửa hàng để thanh lý cho các bác 3 triệu đồng các bác nhé. 3 triệu để thu hồi vốn thôi các bác nhé. Nỗ vốn nơi rồi. Đấy, con này thì trở kháng của nó 8 ohm này. Số seri đây đúng không ạ? Đầy đủ đây các bác nhé. Tem tem mã vạch của Mỹ này. Đầy đủ đây. Chính hãng đúng không ạ? Phân khúc KI512 đời rẻ các bác nhé. Bông tiêu màu đen rồi bên trong. Đấy, phân tần này. Đầy đủ phân tần này. Còn từ rất là ok đúng không ạ? Một đôi loa khá là xịn rồi. Đấy, chỉ với 3 triệu đồng thôi coi nhá. Ở trên thị trường bây giờ các bác kiếm cái dòng này thì không dưới 4 triệu đồng coi nhá. Không bao giờ dưới 4 triệu đồng cho các bác luôn. Đấy, và ngay bây giờ thì em sẽ tiến hành test chất lượng thanh cho các bác cùng nghe qua, cùng cảm nhận qua xem chất lượng thanh của cặp loa KI512 này nhá các bác nhá. Tuy chỉ với 3 triệu đồng thôi. Nhưng mà vẫn đáp ứng đầy đủ cho các bác về chất lượng về âm thanh nhá. Ngay bây giờ thì em sẽ tiến hành test chất lượng thanh. Ok. Test cả chung cả chép cho các bác này. DJ Jam Battle Mix activated. Okay. Sáng này.
tuy là hàng thanh lý thế các bác nhé. Tuy là hàng thanh lý thôi, sản phẩm thanh lý nhưng mà chất lượng âm thanh vẫn đảm bảo cho các bác bình thường nhé. Đấy, vẫn bảo hành cho các bác là 1 năm đúng không ạ? Khá là ok. Các bạn đang quan tâm về dòng sản phẩm này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để bên em tư vấn mặt hàng các bác nhé. Đấy, và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.